Xin chào các bạn, shop săn hàng rẻ hôm nay giới thiệu với khách hàng hộp 3 ngăn của Đức. Hàng này thuộc nhãn hàng Lebenlang của Đức ạ. Sản xuất tại Trung Quốc. Nhãn hàng này là nhãn hàng đồ gia dụng nổi tiếng của Đức ạ. Các bạn nhìn thấy không, đây là chia 3 ngăn. 3 ngăn này là 3 ngăn riêng biệt nha. Nó sẽ không bị tràn sang nhau đâu ạ. Đấy. Đây, 3 ngăn này. Dung tích tổng của nó là 1040ml. Và 3 ngăn này là 3 ngăn chống tràn, khóa 4 chiều. Thủy tinh này là chịu đựng nhiệt trong lò vi sóng ạ. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net. Rất là đẹp luôn ạ. Đồ thủy tinh của Đức. Hàng có sẵn tại web săn hàng rẻ.net ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.